우리 텃밭 좀 보여주려고 같이 갈 거예요. 1층입니다. 출발. 엄마 아빠가 그 텃밭 다른 분 건데 너무 잘 크고 있다고 땅이 좋아서 그런 것 같다고 한국 땅 좋아요. 영양이 많아요. 뭐 심으면 잘 커요. 네. 우리나라 땅은 네, 조금 안 좋아요. 네, 많이 크지 않나요? 햇빛 때문에 ngày nắng chăm đã chăm cha cái đầu cho mùi tròn tiệt tròn máu nè qua đây rồi ngày một đây phải đây bao nhiêu đi màu ấy nó tên nó nhiều anh vô màu cái ngoài này nó tên mình chị bay cho tía mày đó bay cái lỗ bay cái nhưng bay ra tận này chạy cái gì thằng là gì hiện nay tai đập tiền lên 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 sai cái lên lên bằng gì đó nên thay chi nào chi đi đi tay mỏ máy phê khai cái đá như sau thằng là lò lấy lên nhé tu nơi chuột nâng có bậc cái hai chú còn tâm còn đợi hạn làm dù á bảy bốn năm dương tâm tập bông này hai màu là tật chưa chứ pin bài này đã chả có chưa đây chị dương nhé còn thèm chi thèm năm bánh gói miền sạch lầm nắng tay cài thế mà kia toàn đàn con kia thưa cái mà rổ ngay thứ tư rồi thôi trong một ban thôi lại dưới một ban rổ bỏ nó cao mọi người này đúng rồi chú 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 지금 커피 한 잔 먹고 거의 안 거의 앉아요 앉으세요 아? 안 녹는 거 딱 그 마네 커피 다 반대 어 들롱 여기 텃밭 그 근처 예쁜 커피숍 하나 있어요 제가 처음 온 거예요 그래서 한번 와보고 싶었는데 괜찮더라고요. 지금 엄마 아빠 마음이 드신 것 같아요.
맛있다고 하시네요. 아싸, 놈 하이 영 드립 타이 와나. 타 타이 게. 아. 더 롱 띠가 좀 타이. 엄마가 여기 예뻐서 사진 찍어 달라고 했어요. 가까이. 아, 살짝. 좀 더 아이. 커피 다 먹고 집에 가요. 오늘도 재미있게 잘 진행된 것 같아요. 가요, 가요. 맛 빼면 가만. 자. 지금 다 물도 다 주고 그 오이도 따고 이제 여기 앞에 있는 커피숍 좀 커피 한잔 먹고 집에 가요.